Rồi em Phong xin chào cả nhà mình nha. Ngày hôm nay thì lại tiếp tục câu cá lóc thôi. Rồi hôm nay thì em Phong cũng vẫn đi cùng em Tý nha. Em Tý thì hiện tại đang đứng câu ở thằng kia cho mọi người. Đó, em đang đứng mình đó đó mọi người. Thì em vừa mới ra đồ xong nên là em Tý đi lại thằng kia rồi. Hôm nay cái điểm câu mới vẫn là ở chỗ này nha mọi người. Là cái chỗ này nè. Đó thì em cũng không biết có cá hay không, nhưng mà em Tý nói có nhiều Hugo lắm nha. Rồi thì bây giờ em Phong bắt đầu với em Tý bắt đầu câu điểm đầu tiên đây. Hôm nay thì đi hơi sớm luôn rồi, nên là có thể là câu nhiều điểm câu á, nên là mong mọi người xem và ủng hộ video của mình nha. Ngày hôm nay thì cần mấy đứng của em á, cái Asino Recon 2 luôn rồi, Asino Recon 2 2m4 đó, độ cứng mà hát ngôi rồi. Nói chung là nó độ nảy của nó cũng khá là ok đúng không? Đó thì bây giờ em bắt đầu câu đây, tí ra mình kia thì em câu đường đây mọi người. Ở trong cái chỗ cái đó có cái rảnh đó mọi người, đó là cái chỗ đó là em Tý em câu cái đường rảnh cho nó, chắc có thể là cá ra vô cho nó, nên là em Tý câu đường rảnh cho nó thì mình câu cái đường cấp sát bờ bên đây thôi. Rồi ok, bây giờ em câu nha mọi người. Nếu mà thấy thích video thì nhớ cho em Phong xin một like, đăng ký kênh để em Phong có động lực đi nhiều chỗ và chia sẻ nhiều điểm câu hơn cho mọi người xem nha. Đó thì cố gắng kiếm Hugo cho mọi người xem, thì mong là nay em Tý dẫn ra điểm này có Hugo nha mọi người. Rồi ok, bây giờ bắt đầu câu thôi mọi người hả. Tí lên hàng không mọi người, Tí lên hàng không mọi người, rồi Tí lên hàng kìa, nó Tí lên hàng không mọi người, wow, quá hay luôn, nó to kia luôn mọi người, ok để em giờ lên đó em câu với em Tí nha. Ơi căng 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 căng. Lên luôn rồi. Ừ anh cũng mới thấy nó táp. Trời nhỏ em ơi. Ôi kệ có nhớ được rồi. Lên con cá chắc nhỏ nhất tem luôn mọi người. Đây, cá sẽ cỡ 2.5 lần à. Kéo sao. Nó mới vừa táp cái là dính luôn mọi người. Rồi, mình có nhớt Tí cũng có nhớt luôn nha. Quá phiết rồi mọi người.
cá cắn tí nữa kìa mọi người. Rồi đóng đi tí. Lên, ôi bự. Trời ơi. Từ tí ơi. Trời ơi, bự kìa. Trời ơi. Trời ơi. Chập á luôn tí ơi, được không? Trời. Hugo. Gì vậy? Anh thấy tim cũng bự mà. Lên. Có lấy. Tới cây. Bự ơi. Ôi con cá anh em ơi. Ôi. Trời ơi con cá. Hugo. Hả? Trời ơi nó xuống. Rung thôi quá sợ nó nhả. Táp một cái. Rồi nó táp cái hết hồn luôn. Con cá. Không sốc nó nổi luôn. Ôi trời. Tám cái điếng hồn luôn em ơi. Rồi. Rung tay luôn. Nó dài thiệt luôn á. Đóng cái sốc má đào luôn sao sợi mà nó không trổ má nó gì. Trời con cá trời. Hugo anh em ơi, quá trời phê rồi mọi người ơi, mới chút xíu mà hai anh em lên hai con rồi mọi người.
em tí thì hai con đều đều luôn, cũng có con to mà mình được con quá hớp. Nó cắn bấy nhị tay luôn. Nó tưa. Hơi bị rác luôn mọi người. Mọi người mai mốt ấy đi câu thì nhớ đem theo bao tay nha. Mấy con cá lớn răng nó rất là bén. Cá nhỏ thì mình dễ gỡ, nhưng mà cá lớn mình cầm cầm vô là nó cứ tưa rác lắm mọi người. Lô. Có đi không? Đi đâu? Có mẹ. Không. Không có lóc rồi. Chết. Cá tới rồi rồi. Dính này. Ủa. Hay ta. Ôi. Ghê. Anh đứng đây chỗ ba vài không biết quýt mày nào luôn. Ừ. Vậy. Cắn mọi người ơi, cắn mọi người ơi. Lên. Lên hàng nha mọi người. Đây, lên hàng nha mọi người nha, lên hàng. Đúng là không bỏ công sức đi qua đây câu nha mọi người. Lội hơi bị cực luôn á. Qua đã. Rồi mọi người, hai anh em mình mới vô được một điểm vô mới nha mọi người. Cầm thử coi có ăn không nha mọi người. Đây cá cũng lớn không mọi người. Thấy nó nhầm mày biết. Cứ thử coi. Khủng luôn tí ơi. Tí khủng luôn tí ơi. Nó nhảy. Trời ơi, cái con này nó bị cắn hay gì á. Chị. Không. Nó bị cắn cái gì mình mấy nó thấy ớn nè. Nó tính nhảy lên anh để cho con cái. Lên hàng nha mọi người. Nè có nè. Cái này nó bị gì á? Cắn cái móc cắn. Ờ. Hồi nãy mới giật á. Giật đâu ba giải vậy? Quá đẹp. Quá đào luôn. Quay lên bờ.
chưa đi đóng chưa sóc. Đóng câu mới nghe, cây cần xịn lắm à. Cái máy mà bạc bạc á. Con vết hả? Ê, dưới lại dưới này. Từ từ. Thở xuống rồi cũng ăn à. Vô. Đóng chát cọc cà. Đưa lên máy rồi đấy. Tí lên cá của tôi. Ok. Rồi mọi người, em Phong với lại Tí á, thì câu từ lúc 5 giờ sáng tới giờ mọi người. Mà sáng giờ ăn có tô phở một. Rồi trưa không có ăn cơm luôn nữa nên là cũng khá là mệt nha mọi người, vừa mệt vừa đói nữa. Nên là thôi em cho em Phong xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Rồi mọi người đừng quên cho em Phong xin một like và đăng ký kênh để em Phong cố gắng đi nhiều nơi và săn nhiều Hugo hơn cho mọi người xem nha. Ngày hôm nay may mắn thì hai anh em thì ai cũng có Hugo hết trơn mọi người, nên là khá là vui. Ok, giờ cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau mọi người.